Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình, nơi mà các bạn nhận được những cái kinh nghiệm kiến thức về ngành may, những video hướng dẫn chỉnh sửa may mặc của mình. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt những cái phím bấm ở đây ha, của máy điện tử Zack A3, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và cài đặt những cái phím bấm này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái chức năng của những cái phím bấm này. Đầu tiên là AB. Thì cái chức năng AB này có nghĩa là chương trình lại mối đầu ha, lại mối đầu, và chức năng CD có nghĩa là chức năng lại mối đuôi. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè. Ví dụ như bây giờ nè, mình tắt hết đi, bây giờ mình sẽ mở lên lại mối đầu ha. Rồi lại mối đầu. Bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem. Đó. Thì có nghĩa là khi mà các bạn may á thì cái nó sẽ tự động lại mối cho mình ha. Và khi các bạn mà muốn kết thúc đường may nó sẽ lại mối cho mình luôn, thì mình nhấn vào đây nó sẽ kết thúc đường may, nó sẽ lại mối cho mình đó. Thì mình nhấn gót cắt chỉ thì nó sẽ lại mối cho mình ngay chỗ này ha, mình không cần phải lại mối bằng tay nữa. Rồi thì đây là cái chức năng lại mối đầu và chức năng lại mối đuôi. Đây là các bạn thấy hiện lên như AB thì nó sẽ lại mối một lần, bạn nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ hiện lên AB một lần nữa là nó lại mối hai lần ha các bạn ha. Lại mối đầu hai lần, lại mối đuôi hai lần, thì bạn nhấn thêm hai cái nữa. Đó, một cái nè, như vậy là lại mối đuôi một cái, và bây giờ mình nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ hiện lên hai lần ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, nó sẽ kịch kịch hai lần, nó lại mối hai lần. Đó, và kết thúc đường may nó cũng lại mối hai lần ha, nó sẽ chắc hơn. Đó. Rồi, tiếp theo là cái chương trình may. Ở đây các bạn sẽ thấy hai cái nút này. Ở đây á, cái nút này nó có hai cái chức năng ha. Cái chức năng ở phía dưới á, là chức năng kéo kéo cắt chỉ á các bạn ha. Rồi thì các bạn nhấn lên vào đây, nhấn giữ im thì cái chức năng kéo của mình nó sẽ mất đi, thì lúc này kéo nó sẽ không cắt được ha. Và các bạn muốn cho nó cắt chỉ thì các bạn phải nhấn giữ cái nút này để cho nó hiện cái kéo lên ha. Còn các bạn mà nhấn một lần á, nhấn một lần á thì nó sẽ không mất ha. Nhấn một lần là cái chức năng để chạy chương trình may tự do ha. Ở phía trên nè, cái nút này nó có một cái gạch ngang, thì phía dưới là cái công dụng của cái kéo, còn phía trên này là công dụng để cái chương trình may đường thẳng, may tự do ha. Rồi phía dưới này cũng vậy, nó có khi mà các bạn nhìn thấy cái hình mà có cái gạch ngang như này thì cái nút này nó có hai chức năng ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ sử dụng cái chức năng ở phía dưới. Chức năng W có nghĩa là đánh bọ tại chỗ ha. Bây giờ mình sẽ nhấn vào thì các bạn sẽ hiện lên hai cái số. Đây là cái số mũi, đây là cái số mũi đánh bọ ha các bạn ha. Ví dụ như bây giờ mình muốn tăng cái số mũi nó lên, ví dụ bây giờ mình trước khi mình bây giờ mình sẽ chạy test cho các bạn xem. Đó thì nó sẽ chạy tới chạy lui như vậy bốn lần. Đây là cái số mũi và đây là cái số lần nó lặp lại. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh, ví dụ như mình muốn chỉnh cho cái số mũi này nó nhiều lên thì bạn nhấn nút này nè, nút qua đây. Đó, bạn chọn mà thấy cái nút này nè nó nhấp nháy thì để mình chỉnh cho nó cái mũi mình nó nhiều lên. Thì bây giờ mình sẽ nhấn cộng cho cái này lên 6 mũi đi ha. Rồi bên đây mình sẽ nhấn qua, nhấn cái nút này để chuyển qua nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho cái nút này nó 6 mũi luôn. Rồi thì cái số lần lặp lại là 4 lần ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đó, thì nó sẽ tới lui dài hơn ha, nó tới lui dài hơn 6 mũi. Rồi. Thì tiếp theo nếu mình muốn cái số lần nó nhiều hơn thì mình sẽ bấm qua đây để mình nhấn cái số lần nó lặp lại nhiều hơn. Ví dụ như mình muốn nó lặp lại 7 lần thì mình sẽ cài đặt nó là 7 lần ha. Đó, thì như vậy nó sẽ tới lui 7 lần nha các bạn ha. Rồi ha. Còn khi mà các bạn mà muốn quay trở lại cái chương trình mà chạy may đường thẳng thì các bạn chỉ nhấp vào đây ha, nhấp vào đây thì nó sẽ trở về cái đường may đường thẳng nè. Nó có một cái mũi tên đây nè, thấy không các bạn ha. Thì nó cái chương trình ở trên đây là chương trình may đường thẳng, và cái chương trình W này là có nghĩa là chương trình đánh bọ ha. Bây giờ mình chuyển xuống W thì mình chỉ cần nhấn một nút là nó chuyển qua cái chương trình may W, may đánh bọ tại chỗ ha. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy một cái gạch như thế này. Thì cái chương trình ở phía dưới đây là chương trình may túi hay là may lập trình đó các bạn ha. Thì để vào được cái chương trình nằm ở phía dưới thì các bạn phải nhấn giữ im cái nút nút này. Giữ im thì nó mới ra được cái chương trình đó.
nhấn giữ im đó thì nó mới hiện ra ha. Còn mà các bạn mà nhấn một lần á, ví dụ như bây giờ mình nhấn một lần thì nó chỉ ra được cái chương trình chạy đường thẳng nè. Bây giờ mình nhấn chạy đường thẳng thì nó để ra cái mũi tên như thế này, và mình nhấn một lần thì nó sẽ chuyển qua cái chương trình mà mai đến bọ ha. Bạn nhấn một lần nó không có ra được cái chương trình ở phía dưới ha. Thì cái chương trình ở phía dưới cái gạch này nè, các bạn phải nhấn giữ im, nhấn giữ im đó thì nó mới hiện ra cái chương trình mai lập trình, mai túi ha. Thì để cài đặt được cái này thì rất là đơn giản ha các bạn. Đây là cái số, ví dụ như bạn muốn chạy một cái hình vuông, ví dụ như bạn muốn chạy một cái hình vuông thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái số này là cái số 4 lần, mình mai 4 lần. Đây là cái số 01 nè các bạn ha. Rồi mình sẽ chuyển qua nè, mình bấm nút qua nè để mình chỉnh nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái này nó lên 4, số 4 thì mình nhấn dấu cộng ha, nhấn dấu cộng cho nó lên số 4, có nghĩa là mình mai 4 lần. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt số mũi của từng lần. Ví dụ như lần đầu tiên mình sẽ cài cho nó là lần đầu tiên nó có 4 lần thì mình sẽ cài 4 số. Số đầu tiên là mình sẽ cài cho nó là, bạn nhấn qua bên phải để mình chọn cái số mà nó nhấp nháy để mình nó chỉnh được nha các bạn ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó 10 mũi, có nghĩa là chạy 4 lần thì lần đầu tiên sẽ là 10 mũi ha. Rồi mình sẽ bấm qua cái số 2, bấm qua số 1 này nè để mình chuyển lên số 2 để mình chỉnh. Thì các bạn chọn lên số 2 thì các bạn sẽ cài đặt cái số mũi nó bên đây, bên phải, bên cuối cùng là cái bên số mũi ha. Rồi mình sẽ cài cho nó là 15 mũi. Rồi số mình cài lên số 3, lên số 3 mình cài, mình cài cho nó là 10 mũi nha các bạn ha. Rồi số 4 mình sẽ cài 15 mũi, mình sẽ bấm qua tiếp. Rồi bây giờ mình đã cài cho nó chạy 4 đường nè. Đường có 4 cái mức và mình sẽ cài 4 cái chương 4 đường, nó sẽ cái mũi nó khác nhau. Đường thứ nhất là 10 mũi, đường thứ hai là 15, đường thứ ba là 10 và đường thứ 4 là 15 mũi ha. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem đường thứ nhất. Đường thứ nhất mai 10 mũi nó sẽ dừng lại nè các bạn không? Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ ví dụ như mình sẽ xoay quải vải để cho nó mai đường thứ hai là 15 mũi. Thì nó sẽ tự dừng lại nha các bạn ha. Rồi khi này các bạn xoay vải tiếp tục để mai đường thứ ba thì mai đúng 10 mũi nó sẽ dừng lại ha. Và đường thứ tư, và đường thứ tư thì nó mai đúng 15 mũi, tới đây nó sẽ cắt chỉ nè. Đó, thấy không các bạn ha. Rồi có nghĩa là mình mai cái chương trình lập trình để mình cài đặt, để mình mai túi hay là mình mai hình vuông, hình chủ nhật gì đó ha. Rồi các bạn có thể chỉnh cái số lần của nó nè. Ví dụ như bạn muốn chỉnh cho nó nhiều đường hơn, bạn cần mai 10 đường, mai 10 đường lập trình, thì các bạn chỉ cần nhấn lên nút cộng để tăng cái số lần lên và mình cài đặt ở bên đây. Rồi khi mà các bạn mà muốn chạy chương trình này á, mình muốn sử dụng lại mối luôn á, thì mình nhấn vào lại mối ha, thì nó sẽ lại mối cho mình. Đó, thì cái chương trình này nó vẫn hiện lên nè các bạn ha, nó hiện lên góc phải màn hình ha. Ví dụ như mình muốn chuyển chương trình đó, mình không chạy cái chương trình này nữa, thì mình bấm vào đây mai đường thẳng ha. Đây là cái chương trình mai đường thẳng nè, mình nhấp vào một lần thì nó sẽ mất cái ký hiệu chạy lập trình đi, và nó hiện lên cái đường mũi tên mai đường thẳng. Rồi thì bây giờ tiếp theo là cái chương trình cái nút này là cái nút để điều chỉnh cho kim mình nó đi lên hoặc là đi xuống, định vị kim ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè. Ví dụ mình mai xong thì kim mình nó sẽ găm xuống ha. Ví dụ mình không muốn kim nó găm xuống thì mình mở cái chương trình này lên thì cái kim mình nó sẽ nhảy lên trên. Bây giờ mình sẽ đạp test cho các bạn xem nè. Đó, thì khi mà mai xong thì kim mình nó sẽ dở lên như thế này. Nó định vị lúc nào kim mình nó cũng nằm trên hết. Còn nếu mà các bạn muốn cho kim mình nằm xuống thì các bạn nhấn vào nút này một lần. Đó, thì kim mình nó sẽ nằm dưới mặt nguyệt ha. Rồi bây giờ mình test nè. Đó, thì khi bạn đạp lúc nào thì kim mình nó cũng găm xuống hết. Rồi đây là định vị kim. Rồi tiếp theo là cái chương trình này là cái chương trình dấu đầu chỉ. Dấu đầu chỉ là cái này nè các bạn, khi mà các bạn mở cái chương trình này lên thì nó sẽ hiện lên cái ký hiệu này ha. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi nè. Đó, tắt nó đi và bây giờ mình mở lên thì nó sẽ hiện cái ký hiệu dấu đầu chỉ này lên ha. Rồi khi mà bạn mở cái ký hiệu này lên thì các bạn khi mà đạp máy á, thì cái hít này nè,
nó sẽ hít vào và nó giấu cái đầu chỉ của mình vào. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè. Đó, thì khi mà bạn mai thì cái cục này nó sẽ hít vào ha. Rồi, để cho giấu cái đầu chỉ ở đây nè các bạn ha. Nó không có bị chỉ của mình nó không có bị lòi lên ha, gọi là giấu đầu chỉ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ tắt nó đi và mình test cho các bạn xem. Đây, khi mà mình tắt cái dấu đầu chỉ đi á thì các bạn mai á nó sẽ thấy được một cọng chỉ như thế này ha. Thấy cái cọng chỉ nó dư. Còn khi mà hồi nãy là dấu đầu chỉ nè. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó dấu đầu chỉ. Mình sẽ mở cái chức năng dấu đầu chỉ vào. Thì khi mà bạn mai á, đây mình test cho các bạn nè. Thì cái cọng chỉ của mình nè, thấy không? Nó sẽ được giấu nằm ở phía dưới ha. Nó sẽ giấu chỉ, gọi là giấu đầu chỉ, cái đầu chỉ của mình nè, nó nằm ở phía dưới mặt vải ha. Rồi. Rồi ha. Rồi tiếp tục, khi mà các bạn muốn chỉnh cho tốc độ của mình nó nhanh chậm á thì các bạn nhấn vào đây. Nó có chữ dấu cộng nè. Các bạn nhấn vào nè thì nó sẽ hiện lên cái tốc độ 3800 nè. Hiện tại là 3800, mình muốn chỉnh cho nó xuống thì mình sẽ giảm nút này là nút trừ, là nó sẽ giảm tốc độ. Bây giờ mình nhấn vào thì nó sẽ giảm tốc độ. Bạn muốn chạy tốc độ nhanh thì bạn chỉnh cho nó cao lên ha. 3800 là vừa rồi. Còn nếu mà các bạn muốn chạy chậm nữa, các bạn mới tập mai á, thì mình chỉnh cho nó tầm 2000 đến 3000 thôi. Mình tập mai thì mình mai cho nó chậm thôi ha. Mai rất là chậm, trung bình ha. Rồi các bạn mà muốn tăng tốc nó lên thì các bạn chỉ cần nhấn dấu cộng thôi ha, thì tốc độ nó sẽ tự tăng lên cho mình. Đây là rồi. Thì tiếp theo là cái nút reset. Cái nút reset này á, nếu mà các bạn cài đặt mà các bạn không biết chỉnh á, nó chỉnh nó tầm bậy tầm bạ rồi, hoặc là máy của mình nó bị lỗi hay là bị vấn đề gì, mình có thể reset lại để cho máy mình nó trở về trạng thái ban đầu ha, cài đặt mặc định ban đầu. Thì để reset thì các bạn chỉ nhấn giữ im cái nút reset này nè. Đó, các bạn giữ im như thế này. Rồi khi mà cái màn hình nó hiện ra những cái gạch như thế này. Đó, nó hiện ra những cái gạch này là nó đang reset đó các bạn ha. Rồi. Như vậy là máy nó đang reset rồi, nó đã trở lại trạng thái ban đầu ha. Còn cái nút B này nè là cái nút để vào chương trình cài đặt tốc độ nhanh chậm của lại mối, rồi lại mối đầu, lại mối đuôi rồi. Các bạn không cần chỉnh cái đó ha. Rồi, các bạn chỉ cần biết chỉnh những cái nút này để mình sử dụng là được rồi ha. Thì các bạn có nhu cầu mà mua máy dắt về sử dụng thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình ha, mình để ở góc trái màn hình. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn có những câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì hãy comment ở phía dưới video ha. Hoặc các bạn có muốn mua máy thì comment số điện thoại cho mình ở phía dưới phần video, mình sẽ gọi trực tiếp và mình tư vấn cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công.